Trên trang cá nhân của mình, cô gái trẻ tuyên bố: Tấm bằng đại học đẹp đấy, oai đấy, nhưng một ngày không có nó, không ai đi tìm nó cả. Còn một cuốn giấy vệ sinh thì không thể thiếu. Những chia sẻ của cô gái này nhanh chóng nhận được các luồng ý kiến trái ngược nhau. Bạn trẻ Giang Bùi nói trên Facebook: Em không biết chị thành công thế nào, cũng không tranh cãi giàu nghèo. Nhưng em chỉ muốn nói là học đại học không phải con đường duy nhất, nhưng là con đường nhanh nhất và có thể chính là bằng phẳng nhất. Bạn KTV, 23 tuổi, lại đồng tình với quan điểm của cô gái này. Tôi đã đọc rất kỹ bài viết của cô gái này. Dù không quen biết, chưa từng một lần gặp gỡ, nhưng tôi đồng tình với những ý kiến của bạn gái này. Còn theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, phát ngôn của cô gái mặc dù thiếu văn hóa, nhưng cũng phần nào thể hiện đúng thực trạng giáo dục hiện nay của Việt Nam. Theo ông, một trong những lý do dẫn tới giá trị của bằng đại học Việt Nam bị suy giảm là vì số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm quá lớn. Tâm lý của tất cả mọi người dân, đặc biệt là của nông dân ấy, họ nhìn thấy cái việc mà có một tấm bằng đại học ấy, thì họ thay đổi được cái cuộc sống cho con cháu tương lai, cho nên là dồn hết sức và cho đi học đại học. Đứng từ góc độ hệ thống giáo dục ấy, thì nó có một vấn đề bây giờ đang thiếu hụt của giáo dục Việt Nam ấy, là một cái gọi là hướng nghiệp ấy, nó thiếu và nó yếu. Hầu như các cái trường của Việt Nam, nhất là trường phổ thông, thì không có chuyên gia hướng nghiệp. Thế vì vậy cho nên là người ta cứ nghĩ rằng là học xong phổ thông thì phải đi đại học. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS tự giải thể, nhiều người trẻ tỏ ra nghi ngại về giá trị bằng đại học của Việt Nam là vì chất lượng giáo dục đại học không cao và vì đào tạo ra một lượng đông người thất nghiệp. Ở Việt Nam còn nhiều nơi khác nữa, một cái xu hướng là thương mại hóa giáo dục, thành mọi thứ bằng cấp trở thành cái đồ như là hàng hóa để mà mua bán. Một trong những biểu hiện của hiện tượng thương mại hóa trong giáo dục là tình trạng mua bằng giả tràn lan. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến đầu năm 2001 đã phát hiện hơn 3.000 trường hợp sử dụng văn bằng bất hợp pháp, trong đó có hơn 1.000 công chức bị phát hiện dùng bằng giả. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng người có bằng đại học thất nghiệp là do tư tưởng phải làm quan trong bộ máy nhà nước. Ở Việt Nam, người ta có một cái tâm lý từ xa xưa là học ra đấy thì là muốn để làm quan. Chạy đổ xô vào khu vực nhà nước. Thế mà cái bộ máy viên chức nhà nước này thì thực sự nó là phình rất là to rồi, nhưng mà nó cũng chỉ chiếm được một cái phần rất là nhỏ của công an việc làm, mà tuyệt đại bộ phận công an việc làm nó là phải ở khu vực tư nhân nó tạo ra. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang cho rằng, để giảm tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp, cần điều chỉnh chất lượng nền giáo dục và thực hiện tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Trước hết là phải có cái cách nào đó để nâng cao cái chất lượng của giáo dục hiện nay. Không phải là cứ cao lên là chất lượng cao đâu, mà cho nó phù hợp với xu thế chung của thế giới, với hoàn cảnh của Việt Nam và trình độ kinh tế của một đất nước nữa. Nhưng cái thứ hai là có lẽ phải sớm đưa vào trường phổ thông ấy, cái lực lượng chuyên gia hướng nghiệp. Họ sẽ theo dõi từng học sinh một, họ có những cái lời khuyên và họ hiểu rằng là họ đi như thế nào thì tốt. Bổ sung quan điểm của giáo sư Vũ Minh Giang, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, mặc dù nền giáo dục của Việt Nam hiện tại còn quá nhiều khó khăn, nhưng học sinh cũng không nên vì vậy mà chán nản, buông xuôi việc học, mà thay vào đó hãy tự chủ và năng động hơn trong việc học tập để tương lai sau khi ra trường được thuận lợi hơn. Thái độ tích cực nhất của sinh viên là phải rất là tự chủ, tìm mọi cách để mà học. Mà học thì không phải là chỉ có ở trường. Bản thân trong xã hội, học qua làm việc, học qua các mối quan hệ, và cái việc học đấy là phải học suốt đời. Xét như thế thì để thấy rằng học ở trường đại học hay là trường cao đẳng nó chỉ là một cái bước để cho mình một nền tảng nhất định. Ông nói thêm rằng đội ngũ sinh viên là những người nếu được giáo dục đúng đắn sẽ trở thành một lực lượng có tiếng nói rất ảnh hưởng và thậm chí có thể thay đổi được cả thể chế giáo dục hiện nay.